Dạ, em Nhật xin chào tất cả các anh em nha. Ngày hôm nay thì em có 10 sản phẩm, 10 sản phẩm đồng hồ đến từ Nhật và Thụy Sĩ muốn lên giao lưu với tất cả các anh em ạ. Thì ngày hôm nay em có cả đồng hồ pin và đồng hồ cơ luôn nha. Mọi người thích mẫu nào thì cứ alo cho em. Tất cả sản phẩm mà bên em bán ra, bên em cam kết đều là hàng chính hãng hết nha. Nếu phát hiện hàng fake, hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng thì bên em xin hoàn cho mọi người gấp đôi tiền ạ. Và khi mọi người mua hàng thì mọi người sẽ nhận được cái phiếu bảo hành này của bên em nha. Ở trên này có đầy đủ thông tin, tên cửa hàng, địa chỉ cũng như là số điện thoại nha mọi người. Số điện thoại của em là 0378 275 894 ạ. Đây cũng là số Zalo của em luôn. Mọi người có thể nhắn tin, gọi điện hoặc là nhắn tin qua Zalo cho em cũng được nha. Phía sau sẽ kèm luôn tờ giấy bảo hành cho mọi người. Em sẽ bảo hành cho mọi người là 6 tháng đối với đồng hồ pin và 12 tháng đối với đồng hồ cơ nha. Phía dưới em sẽ ghi tên sản phẩm, giá thành và ngày mua để có thể hỗ trợ thu đổi cũng như là lên đời cho mọi người. Và sản phẩm mà bên em bán ra thì bên em có thu lại. Nên mọi người chơi chán thì cứ bán lại cho em. Hoặc là mọi người có đồng hồ mà chính hãng nào đó muốn bán lại thì cứ liên hệ với em ha. Bên em có thu lại cho mọi người hết. Và bảo hành cho mọi người là đúng thời gian quy định nha. Đầu tiên và sản phẩm 10 sản phẩm ở đây đều có khả năng kháng nước hết trơn nha mọi người. Mọi người có thể tắm đi mưa thoải mái ạ. Đầu tiên em xin giới thiệu với mọi người mã đồng hồ mã số 1. Để em lấy khăn lau ra. Đồng hồ mã số 1 nha. Giá 500 nghìn một chiếc đồng hồ pin đến từ thương hiệu Senco ạ. Pin Senco ha, máy 3 kim và 2 lịch thứ ngày nha mọi người. Size mặt dành cho tay vừa và nhỏ, size 37,5, mặt kính khoáng cứng, vỏ thép không rỉ, dây khóa linh kiện nha mọi người, dây khóa linh kiện. Ngoại hình còn tương đối đẹp, em đánh giá ngoại hình em này tầm 95% nha mọi người. Chạy máy là 7N43 gạch 9070 của Senco nha. Đáy còn rất là đẹp ha mọi người. Chính giữa có chữ logo Senco và ở đây có số seri nha. Kháng nước tốt, mọi người có thể tắm đi mưa thoải mái ạ. Tắm đi mưa thoải mái. Đó. Vỏ thép không rỉ, kính sapphire. Ô lục, em xin lỗi, kính khoáng cứng, giá 500 nghìn ạ, của thương hiệu Senco, size 37,5 nha. Rồi, kính khoáng cứng nha mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người đã quan tâm mẫu này mã số 1, giá 500. Kính khoáng cứng, vỏ thép không rỉ ạ. Tiếp theo mã số 2. Dạ, mã số 2. Mã số 2 là một chiếc đồng hồ đến từ nhà Senco ạ. Senco dòng máy pin Chronograph, pin bấm giờ thể thao ha. Em này 3 cốt 6 kim, kim cọc mạ vàng ạ. Gốc 3 giờ có một ô lịch ngày. 6 cái kim này thì chạy full chức năng nha mọi người. Đó, full chức năng. Kim dây của nó thì nằm ở góc 9 giờ này nha mọi người. Còn kim trên này là kim đếm giờ thể thao, kim nhỏ, kim giữa và kim này ha. Kim nhỏ này nó quay được một vòng thì cái này sẽ nhảy được một nấc ha mọi người. Cái kim giữa nó dài này nè, nhảy được một nấc. Và cái kim dài này nó quay được một vòng thì dưới này sẽ nhảy được một nấc ạ. Góc 3 giờ chúng ta sẽ có một ô lịch ngày. 3 cốt 6 kim chạy full chức năng, không có lỗi lầm gì hết nha. Và kính em này cũng là kính khoáng luôn nha mọi người, kính khoáng cứng, kính Hflex độc quyền của Senco ạ. Vỏ thép không rỉ, độ mới còn rất là cao ha mọi người, nhìn qua video mọi người cũng thấy độ đẹp và độ bóng của nó rồi. Đấy em nó đây. Em này có khả năng kháng nước là 100m nha, 13 tương đương với 100m. Chạy máy 7T92 nè, 7T92. Và cốt 6 kim. Chính hãng 100% nha, size 37,5, mã số 2 giá 700 ạ. Mã số 2 giá 700. Anh nào thích mẫu này thì alo cho em ha. Mã số 2 giá 700. Tiếp theo mã số con mã số 2 là dây khóa linh kiện luôn nha mọi người. Mã số 2 là dây khóa linh kiện. Rồi tiếp theo mã số 3 nè. Không, mã số 3 này thì nó cũng tương tự như mã số 2 ha. Cũng 3 cốt 6 kim, full chức năng. Nè, bấm là nó chạy ha mọi người. Con này tới 7 kim lận nha. Góc 6 giờ nó tới 2 cái kim lận nè.
Rồi góc 6 giờ nó có cái hai cây kim lận. Rồi 7 cây kim này đều chạy full hết nha mọi người, không có chiếc nào mà là không chạy cả. Là mỗi phím, mỗi con thì nó sẽ có một cái chức năng riêng. Đó, thấy không mọi người, thấy không? Tất cả các kim đều chạy vào hoạt động. Gốc mà 12 giờ chúng ta sẽ có một ô lịch ngày nữa này nha. Gốc 3 giờ chứ, em xin lỗi, gốc 3 giờ. Đó, lịch nhảy bình thường, chỉnh nhanh bình thường luôn ha. Size cũng là 37,5 luôn nha mọi người, size 37,5. Mặt kính khoáng cứng, vỏ thép không rỉ á, dây khóa zin nguyên bản của nhà Senco nha. Em này dây khóa zin. Mặt dial màu đen à. Mức độ kháng nước của em này cũng 100m luôn nha. Nè, mức độ kháng nước của em này cũng là 100m luôn. Đó, chạy máy là 7T92, giống như mã số 3 luôn ha. Ngoại hình còn tương đối đẹp, mã số 3 giá 1 triệu, size 37,5. Dây thì còn tương đối dài, đủ dài cho tay 17 ha mọi người. 17, 17 năm trở lại đeo thì đẹp ha. Mặt 37,5, mã số 3 giá 1 triệu nha. Mã số 3 giá 1 triệu, mặt đen 3 cốt 6 kim. Dạ, tiếp theo là mã số 4 ạ. Mã số 4. Lâu chiếc đồng hồ cũng nhà Senco luôn ha. Ôi, rất là nhiều thương hiệu Senco, hàng đầu tiên từ 1 tới 5 đều là Senco hết nha mọi người. Rồi độ mới em này cũng còn rất là cao luôn, tầm 96, 95, 96% nha mọi người. Đó. Cái này là giá cũ nè. Sale xuống ha mọi người, sale xuống 200 nghìn nữa là 1 triệu 2. Rồi. Mặt độ mới còn rất là cao ha. Đó. Vỏ đẹp sáng bóng à, kính khoáng cứng. Kính Hardless độc quyền của Senco, máy là 7 kim ha mọi người. Full chức năng, tất cả các 7 kim này đều hoạt động bình thường hết nha. Góc 3 giờ chúng ta sẽ có một ô lịch ngày. Đó. Vỏ thép không rỉ à, dây khóa zin nguyên bản. Dây khóa zin nguyên bản, dây vỏ thép không rỉ. À, mức độ kháng nước của em này là 50m nha. 53. Cũng là chạy máy 7T92 luôn nè. Kính khoáng cứng, vỏ thép không rỉ, còn rất là đẹp, không cắn mớp ha mọi người. Ngoại hình rất là mới. Mặt đeo màu đen, cọc số học trò ha. Cọc số học trò. Dạ quang sáng. Góc 3 giờ có một lịch ngày. Chạy full 7 kim. Size 39,5 à. 39,5. 39,5 mã số 4 giá 1 triệu 2 nha. Dây còn rất là dài luôn. Nhưng rất là dài ha, đủ cho tay 18 ha mọi người, 17, 18 đeo ok. Độ mới cũng cao và rất là sáng và đẹp luôn. Cái này dính keo à, chùi là hết à. Rồi, nào thích mẫu này thì alo cho em nha. Mã số 4, giá 1 triệu 2. 1 triệu 2. Và tiếp theo là mã số 5 nha mọi người. Mã số 5 chúng ta sẽ có một chiếc đồng hồ thư Senco 5. Em này máy cơ ha. Máy cơ tự động automatic của nhà Senco. Một dòng đồng hồ rất là thông dụng ở Việt Nam nè. Giá rẻ, hợp lý, dễ sử dụng và rất là bền. Và là máy cơ kháng nước tốt nữa. Đó, dạ quang ban đêm cũng rất là sáng ha mọi người. Dạ quang. Tất cả các vạch này đều có dạ quang hết nha. Kim giờ, kim phút, kim giây cũng có dạ quang luôn. Kim giây thì nằm ở phía dưới đuôi kim nè. Kim giờ, kim phút thì nằm ở giữa. Góc 3 giờ chúng ta sẽ có hai ô lịch thứ và lịch ngày luôn ha. Đó, máy là máy 7S26 21 chân kính à, tự động automatic của nhà Senco. Mức độ kháng nước của em này là 30m à, 30m và thời gian tích cóp tối đa của nó là 40 tiếng. Đó, 40 tiếng ha. Đáy lộ máy nè. Đáy lộ máy. Dây khóa zin nguyên bản ha. Dây khóa zin nguyên bản. Rồi.
mã số 5, giá 1,5 triệu nha mọi người. Con này mát cơ, anh nào thích mẫu này alo cho em. Dây thì đủ dài cho tay 18 ạ, dây đủ dài cho tay 18 ha. Giá em bán là 1,5 triệu, mã số 5, size là 38,5 ạ, size 38,5 ha. Kính khoáng cứng, vỏ thép không rỉ ạ. Anh nào thích mẫu này thì ủng hộ em nha. Tiếp theo mã số 6. Mã số 6 chúng ta sẽ có một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Orient ạ. Em này thì dây khóa zin luôn ha. Dây khóa zin mà có điều cái dây nó hơi bị cũ chút xíu. À, bị thấm nước mồ hôi ra khá là nhiều ha mọi người. Nó bị sẫm màu ở phía sau thôi. Ở đằng trước thì còn rất là ok và đẹp ha. Đó. Nè, ngoài trước là mọi người thấy không? Dây da vân cá sấu rất đẹp. Đó. Bị phía sau này thôi ha. Rồi, em này là một chiếc đồng hồ đến từ nhà Orient, một thương hiệu đến từ Nhật Bản. Con này thuộc dòng Caballero ha mọi người, Caballero. Kính cong vòm nha mọi người, kính cong vòm, thiết kế cong vòm rất là cổ điển. À, kim mắt ngỗng. Cọc số là cọc số La Mã luôn ha, tất cả các cọc số đều là cọc số La Mã, mặt dial màu đen và có một cái cửa sổ hở tim nằm ở góc 9 giờ nha mọi người. Size là 43 nha, em này size 43. Mã số 6, giá là 2,8 triệu. Máy có hỗ trợ, có tay, có dừng kim dây khi chỉnh giờ, có một cửa sổ hở tim nằm ở góc 9 giờ và thời gian tích cót tối đa của cổ máy này đó là 40 tiếng. Phía sau chúng ta sẽ được thấy cổ máy này ha mọi người, tại vì đã nó làm lộ đáy á. Làm lộ đáy. Bên phải chúng ta sẽ thấy dòng chữ Sa Băng và bên trái chúng ta sẽ thấy đời máy, đó là F6T22 nha, 22 chân kính ạ. Vỏ thép không rỉ, tên mã số series và mức độ kháng nước của em này là 50m. Núm zin có logo của Orient ha, có logo Orient. Vỏ đẹp không cấn móp nha mọi người, dây khóa zin nguyên bản. Em này size 43, mã số 6, giá 2,8 triệu ạ. Anh nào thích mẫu này thì alo cho em ha. Tiếp theo mã số 7. Mã số 7 chúng ta sẽ có một chiếc đồng hồ đến từ nhà Orient. Máy tự động, có hỗ trợ, có tay, có dừng kim dây khi chỉnh giờ và có một cây kim xăng báo cót ạ. Xăng máu có theo mọi người. Size 41 nha, em này size 41. Mặt kính khoáng cứng, vỏ thép không rỉ, mạ vàng BVD. Và vỏ vàng này thì có xước sát ha mọi người, có xước sát. Đó, sử dụng qua thời gian thì nó có xước sát và cái nước vàng của nó còn rất là đẹp nha, rất là bờ màu, màu còn rất là đậm và sáng. À, không có dấu hiệu phai ha mọi người, không có dấu hiệu phai. Và bản chất của cái vỏ này là thép inox nên là mọi người xài nó không có bị nổ nha, mọi người cứ yên tâm. Tại đồ này đồ của hãng Orient á. Hàng chính hãng này không có bị nổ, bị ten gì hết. Rồi, góc 4 giờ chúng ta sẽ, giờ em xin lỗi, góc 3 giờ chúng ta sẽ có một ô lịch ngày ha, một ô lịch ngày. Còn lại tất cả cọc số đều là cọc số thẳng và được cắt kim cương và phay xước rất đẹp. Mọi chức năng đều hoạt động hoàn hảo hết nha. Size 41, mã số 7, giá là 2,8 triệu. Dây khóa em này thì dây linh kiện khóa zin nha, dây linh kiện khóa zin. Kính khoáng cứng, vỏ thép không rỉ, mạ vàng BVD nha. Độ mới thì tùy anh em đánh giá theo video đi ha. Thì ở phía trên cái vỏ thì nó xước sát khá nhiều nhưng mà không có cấn hay là mớp ha mọi người. Rồi, mã số 7, giá 2,8 triệu, kháng nước 50m nha, size 41 ạ. Chạy rất chính xác, có kim xăng báo cót. Anh nào thích mẫu này thì alo cho em ạ. Mã số 7, 2,8 triệu. Tiếp theo mã số 8 nha. Mã số 8 chúng ta sẽ có một chiếc đồng hồ More Second, Orient More Second ha.
máy small second có nghĩa là cái kim dây nó nhỏ, có nghĩa là kim rốn ha mọi người. Kim rốn nằm ở góc 6 giờ nè, kim giờ và kim phút thì nằm ở giữa. Đó. Con này là demi kim cọc vàng ha, vỏ thép trắng và trên dây thì nó có demi vàng. Em này mã số 8, giá bán là 2.800.000 nha, 2.800.000 cho mẫu đồng hồ này. Size là 41.5 ạ, 41 hay 41.5 gì đó. Đó ta. Size 41 nha. Em này size 41. Kính sapphire nguyên khối. Mặt đều màu trắng, kim cọc mạ vàng rất sang và đẹp ha mọi người. Núm zin có logo của Orient nè ha. Đó. Dây khóa zin nguyên bản luôn nha, có logo của Orient, đái lộ máy, đái lộ máy F6S22 nè, F6S22 bên phải là chữ sa băng ha. Mức độ kháng nước của em này là 50m đó. Tên mã và số seri nằm đây, đái lộ máy nha, size 41. Con này dây đủ dài cho tay 18 nha mọi người, tay 18 trở lại đeo thì đẹp nha. Mặt kính sapphire vỏ thép không rỉ, mã số 8, giá 2.800.000. Ôi con này lên tay quá đẹp và sang ha mọi người. Sang quá nè. Size 41 rất là dễ đeo. Mã số 8 giá 2.800.000 kính sapphire. Anh nào thích mẫu này thì alo cho em ha. Rồi tiếp theo mã số 9 chúng ta sẽ có một chiếc đồng hồ OP Olympianus hàng trưng bày. Hàng trưng bày chưa qua sử dụng nha. Tem trên dây còn nè. Có tem trên dây vẫn còn, phía sau vẫn dán siêu rít ha. Đây là một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu OP Olympianus, một dòng đồng hồ thương hiệu đến từ Nhật Bản. Mặt dial màu đen hai lòng ha mọi người, dây vỏ demi kim cọc mạ vàng ha, dây vỏ demi kim cọc mạ vàng. Kính sapphire, vỏ thép không rỉ ạ, có cốc 6 giờ và 12 giờ thì có hai cọc số La Mã rất là to, còn lại là những cọc số thẳng ạ. Góc 3 giờ chúng ta sẽ có hai ô lịch thứ và ngày. Có hai lòng rõ rệt, lòng ngoài thì đi qua có những đường tròn đồng tâm đi qua những vạch giờ, còn lòng trong thì nó có những cái đường vân 3D ô vuông rất đẹp ha mọi người. Mặt đen mà kính sapphire nữa thì nó hơi bị chói ha. Khó quay video thì mọi người cố gắng ha mọi người, cố gắng xem giùm em. Đó, núm zin có logo của OB nè. Hàng này thì hàng trưng bày chưa qua sử dụng, nó có sẽ có sức sắc nhẹ ha mọi người, nhưng không đáng kể đâu. Em bán với mức giá là 3.000.000 đồng. Đây, tem lột ra là như mới ha. Đái lộ máy, máy búa vàng. Em này 24 chân kính nha, có hỗ trợ có tay, có dừng kim dây khi chỉnh giờ, thời gian tích cóp tối đa là 40 tiếng và có đầy đủ lịch thứ và ngày luôn ha. Kính sapphire và vỏ thép không rỉ, mã số 9, giá 3.000.000. Ai thích em này thì chốt giùm em nha, size 41. Mã số 9 giá 3.000.000, size 41 ạ. Rồi, anh nào ưng mẫu này thì alo cho em ha. Rồi, tiếp theo là mã số 10 ạ. Mã số 10 chúng ta sẽ có một chiếc đồng hồ đến từ nhà Hamilton nha mọi người, Hamilton. Em này dây khóa linh kiện nha. Chỉ có cái mặt đồng hồ là zin nguyên bản thôi. Nguyên cái cổ đồng hồ là zin nguyên bản, có dây khóa linh kiện. Mặt kính sapphire ha mọi người. Con này là foam quân đội ha, khaki của Hamilton nè. Rồi dây cũng có thấy là nó có cũng hơi cũ rồi ha, em sẽ tặng cho mọi người thêm một cọng dây nữa, gửi kèm cho mọi người ha. Có gắn sẵn cọng dây này và gửi tặng thêm mọi người cọng dây da cá sấu nữa đi ha. Rồi, mã số 10, giá là 5.500.000. Chúng ta sẽ có một chiếc đồng hồ đến từ nhà Hamilton, Thụy Sĩ, dòng khaki quân đội ha mọi người, quân đội. Lịch vừa nhảy xong ha mọi người. Máy có hỗ trợ có tay, có dừng kim dây khi chỉnh giờ. À, máy chạy 3 kim và 1 ô lịch ngày nằm ở góc 3 giờ.
Thời gian tích cóp tối đa của cỗ máy này á là 40 tiếng. Ngoại hình em này còn rất đẹp hết mọi người, rất đẹp luôn. Mã số 10 giá 5 triệu rưỡi. Dây khóa linh kiện size 38 phù hợp cho mấy anh có chu vi cổ tay vừa và nhỏ nha, vừa và nhỏ. Đáy lộ máy á, đáy lộ máy có chữ trên quả văn có chữ Hamilton và dòng chữ là 25, 25 chân kính nha. Suýt mét Thụy Sĩ, tên mã, mức độ kháng nước là 100 m ạ, 100 m. Mã máy và kính sapphire ha, kính mặt trên là kính sapphire và thiết kế của kính này là nó cong nhẹ ha mọi người, cong nhẹ nên nhìn nó rất là đẹp á, ra ngoài đeo ra ngoài nó rất là sáng và bóng ha mọi người. Rồi với lại làm nó rất là bền ha, máy chạy chính xác, rất bền, không lỗi lầm gì cả, mọi chức năng đều hoạt động hoàn hảo. Mã số 10 giá là 5 triệu rưỡi, tặng thêm một sợi dây da cho mọi người và bảo hành 1 năm, cam kết chính hãng trọn đời. Và đây cũng là chiếc đồng hồ cuối cùng của clip ngày hôm nay rồi. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi kênh đồng hồ của em ạ. Xin hẹn gặp lại mọi người ở các clip lần sau. Em xin cảm ơn.